tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nam mạng, vận đỏ ngút trời, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két trong năm Giáp Thìn 2024. Hoan hỷ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Canh Ngọ, nam mạng đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, cổ nhân quan niệm rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cho thấy được vận mệnh của mỗi người là khác nhau, có người sinh ra đã sướng từ trong trứng sướng ra, nhưng tham lam, ham mê tửu sắc mà giàu trước khổ sau, tuổi trẻ vang danh thiên hạ, nhưng nửa đời còn lại, càng già, càng lụi bại, cô độc, nghèo khổ. Nhưng cũng có những người không được sinh ra trong gia đình ấm no, sung túc, nhưng nhờ tính cách hiền lương, luôn nỗ lực, cố gắng để vươn lên, phước đức đủ đầy, nên được bề trên và các vị thần may mắn ban cho lộc lớn, cuộc sống tương lai ắt sẽ gặp nhiều điều may lành và giàu có hơn người. Theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi trong số 12 con giáp, có tuổi Canh Ngọ, nam mạng, sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ, cơ cực đủ đường, hung tinh liên tục đeo bám, nhiều lần lâm vào cảnh bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận, khổ cực cả đời, nhục nhã một kiếp. Nhưng nhờ tính cách chân thực, thật thà, hiền lương và kiên nhẫn chờ thời, mà bước sang năm Giáp Thìn 2024 tới đây, bản mệnh sẽ có số hưởng, được trời ban cho lộc lớn, mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két, mọi thứ đều viên mãn, 10 phân vẹn 10. Vậy, vận trình của quý tín chủ tuổi Canh Ngọ, nam mạng trong năm 2024 sẽ ra sao? Có điều gì giúp con giáp này đổi đời giàu có nhanh chóng như vậy? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng. Tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, năm này quý anh tròn 35 tuổi, tuy tuổi này không dính hạn thái tuế, nhưng vẫn không tránh khỏi sự đả kích của các hung tinh, làm cho vận may của bạn bị giảm sút. Năm 2024 quý anh tuổi Canh Ngọ sẽ có vận trình sự nghiệp tương đối vững vàng nhờ sự trợ giúp của sao Thiên Đức, lại thêm sao Thái Âm chiếu mệnh cũng có được cơ hội thu về tài lộc cho mình. Năm 2024, quý anh tuổi Canh Ngọ nên tâm niệm rằng mình phải làm việc chăm chỉ hơn và cố gắng sử dụng thành tựu sự nghiệp của mình để thúc đẩy sự phát triển của các vận may khác, lấy cái này bù đắp cái kia. Hung tinh, giác tú, thiên khốc làm cho quý anh gặp phải những rắc rối trong các mối quan hệ làm ăn, nếu không khéo léo có thể liên quan tới tranh chấp, kiện tụng, sức khỏe yếu kém. Năm này, quý anh tuổi Canh Ngọ nên chuẩn bị tinh thần để tránh gặp họa vào thân. Đồng thời, ở nơi làm việc cũng như trong cuộc sống, bạn nên tiết chế hết mức có thể, hạn chế tranh chấp, mâu thuẫn với người khác, nếu không bạn sẽ dễ bị làm to chuyện và tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của tuổi là Canh, thuộc hành Kim, gặp năm Giáp Thìn 2024, can giáp, thuộc hành Mộc, là tương phá. Cho thấy chủ mệnh Canh Ngọ nên chú ý về tình cảm, dễ nảy sinh các chuyện dẫn tới mâu thuẫn. Sức khỏe cũng là phương diện cần lưu ý. Ngoài ra, tài chính không được tốt, tiêu pha nhiều tiền bạc. Chuyên gia dành lời khuyên cho tuổi là nên có kế hoạch cho những khoản chi trong năm này. Xét về địa chi. Theo tử vi Canh Ngọ nam mạng 2024, địa chi thuộc ngũ hành hỏa, gặp địa chi thìn của năm Giáp Thìn có địa chi thuộc hành thổ, chủ về bình hòa. Trong năm này mọi việc của người sinh năm Ngọ không có những đổi mới. Tuy nhiên bản thân nếu tiến hành thay đổi công việc trong năm này thì dễ hao tốn và chi tiêu nhiều tiền bạc. Đồng thời chú ý về nguồn vốn bỏ ra khó thu hồi về. Ngoài ra ngũ hành địa chi tuổi Ngọ và địa chi thìn năm 2024 là sinh xuất nên sức khỏe không được tốt, tiền bạc cũng hao tốn nhiều. Xét về ngũ hành. Xem tử vi tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990 năm 2024, nam mạng. Về bản mệnh thuộc thổ, gặp ngũ hành thuộc hỏa của năm Giáp Thìn, chủ về quan hệ tương sinh, rất tốt. Cuộc sống có nhiều niềm vui mới. Đây cũng là năm rất tốt cho kế hoạch xuất tiền hay thực hiện các đầu tư tiền bạc cho làm ăn. Mưu cầu về danh vọng trong năm này cũng được lợi.
Nếu người tuổi này xuất hành đi xa thì chủ về thuận lợi và được giúp đỡ cũng như hỗ trợ từ quý nhân. Xét về cung phi, luận tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2024, nam mạng cho thấy cung phi của người tuổi này là Khảm, thuộc ngũ hành thủy, gặp cung phi năm Giáp Thìn 2024 là Chấn, thuộc ngũ hành mộc, là thiên y, tốt. Theo đó, trong năm 2024, người tuổi Canh Ngọ sức khỏe không đáng ngại, bệnh tật nhanh khỏi, tiền bạc nhiều, có thời cơ tốt kiếm ra, có sự giúp đỡ từ quý nhân. Xét về tứ trụ, thiên vượng, địa xung, phương diện công việc làm ăn của tuổi Canh Ngọ năm 2024 khá tốt. Tuy nhiên, nam tuổi này nên lưu ý hơn đến sức khỏe. Mối quan hệ giữa can chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy, năm 2024 tới đây, quý mệnh chủ Canh Ngọ nam mạng nên chú ý đến sức khỏe, tập trung vào công việc và tài chính để đạt được thành công trong năm này. Đồng thời, cần giữ gìn hạnh phúc gia đình và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân. Dù có gặp phải khó khăn và thách thức, đừng bỏ cuộc và luôn tin rằng tương lai sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn. Sao chiếu mệnh, sao thái âm, có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nam tuổi Canh Ngọ sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp, và nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình, sẽ có cuộc sống tốt đẹp, gặp nhiều may mắn. Về kinh doanh buôn bán, cũng được thuận lợi, rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa. Vận hạn, hạn Diêm Vương. Nếu bạn là người vốn có thể chất bình thường, không đau ốm thì năm sao Diêm Vương chiếu mệnh lại là năm tốt. Tài lộc có cơ hội phát triển, người độc thân có thể tìm được nửa kia phù hợp, có mối quan hệ tốt đẹp. Người có gia đình thì hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Với người đang bị đau ốm, nếu gặp phải hạn Diêm Vương, bạn nên nhận thức rõ mức độ bệnh tật của mình để điều trị kịp thời và khoa học. Tránh tùy tiện dùng thuốc dân gian vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh tình, thậm chí là tử vong. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Sự nghiệp của quý anh tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm Giáp Thìn 2024 tương đối suôn sẻ. Với sự trợ giúp của Thiên Đức Cát Tinh, những người tuổi Canh Ngọ sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn trong năm nay, có khả năng thăng tiến và phát triển. Đối với những người làm công ăn lương, viên chức, công chức, có con đường công danh vững vàng hơn, được cấp trên đề bạt và tín nhiệm, giao cho nhiều trọng trách quan trọng để thể hiện năng lực của bản thân. Năm này, quý anh Canh Ngọ cũng có được sao Thái Âm chiếu mệnh, rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa, xây nhà cửa, có cơ hội phát huy năng lực của mình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Thiên Khốc, bạn tỏ ra tương đối thờ ơ, không biết nắm bắt cơ hội, cũng như là nhờ sự trợ giúp của quý nhân, cho nên bỏ lỡ nhiều cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Lại thêm hung tinh giác tú, làm cho quý anh gặp không ít rắc rối. Không khéo léo có thể vấp phải những tranh chấp, kiện tụng. Vì vậy, quý anh nên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, đặc biệt là trong sự nghiệp, ngoài sự chăm chỉ làm việc, thì nên cẩn thận các giấy tờ, điều khoản hợp đồng, chú ý đến lời nói và hành động của mình để sớm gặt hái được thành công. Thầy Gia Cát khuyên các quý anh tuổi Canh Ngọ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý anh tuổi Canh Ngọ 1990 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Tài lộc của nam tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, trong năm Giáp Thìn 2024, tương đối lạc quan. Tuy tuổi này vẫn gặp những hung tinh đeo bám, nhưng theo tử vi thì vận số không có điềm báo nào ảnh hưởng nhiều đến vận trình tài lộc của bạn. Sự tác động của sao Thái Âm được xem là phước tinh thuộc hành thủy, đem đến cho nam mạng tuổi Canh Ngọ gặt hái được nhiều tài lộc. Đặc biệt đối với những người làm các ngành nghề như kinh doanh, buôn bán, bất động sản thì bạn càng xông xáo, lại càng thu được nhiều lộc lá. Những người làm công chức, viên chức, văn phòng, công nhân, nghề nghiệp ổn định, trong năm này bạn có thể nhờ vào sự thăng tiến của sự nghiệp mà tăng thêm thu nhập. Nguồn thu nhập của quý anh tuổi Canh Ngọ trong năm này khá tốt, không những công việc chính mà công việc bên ngoài cũng cho thu nhập lạc quan. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Vận tài lộc của quý anh tuổi Canh Ngọ trong năm 2024 về cơ bản cũng có tiến triển tốt,
và số tiền kiếm được chỉ được xem như là tốt hơn gấp 3, gấp 5 lần so với năm trước đây. Nhưng quý anh cũng nên nhớ là trong năm vẫn phải chi tiêu nhiều cho sở thích cá nhân, việc bất ngờ. Quý anh dù có kiếm được tiền nhưng cũng cần phải kiểm soát trong việc chi tiêu để tránh vận khí tài lộc suy giảm. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình tình cảm của quý anh tuổi Canh Ngọ 1990 tương đối xấu. Bị ảnh hưởng bởi thiên khốc và giác tú nên tình cảm của quý anh rất sa sút, gia đạo lẫn tình duyên đều u ám. Hầu hết những người tuổi Canh Ngọ đều tương đối thờ ơ trong chuyện tình cảm. Mặt gia đình, mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình khá yếu ớt và xa cách. Kể cả những người thân yêu đã từng gắn bó với bạn trong quá khứ cũng không mặn mà, mặc dù không có mâu thuẫn nào xảy ra. Vì vậy, trong năm nay, vận tình cảm của người tuổi Canh Ngọ có phần suy yếu, tình duyên nhiều gập ghềnh. Trong tình yêu, thiên khốc khiến tính khí của nam Canh Ngọ trở nên vô cùng lạnh lùng. Những người khác giới xuất hiện xung quanh người này sẽ bị vận khí của họ làm cho sợ hãi. Thầy Gia Cát khuyên trong thời gian này, quý anh tuổi Canh Ngọ hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp quý anh đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc hơn. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho gia chủ. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Đối với quý anh tuổi Canh Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024 có vận trình sức khỏe tương đối ì ạch. Hung tinh địa tang là nguyên nhân chính khiến sức khỏe của nam Canh Ngọ không được tốt cho lắm, thường xuyên có dấu hiệu ốm đau. Không những vậy, dưới sự tấn công của các sao hung tinh khác, sự an toàn cá nhân của bạn trong năm nay cũng đáng lo ngại hơn. Nhiều người tuổi này thường gặp xui xẻo hoặc tai nạn thương tích. Vì vậy, tử vi khuyến cáo quý anh tuổi Canh Ngọ phải tăng cường đề phòng, cảnh giác trong năm Giáp Thìn này, bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng thời nên nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe nhiều hơn. Bạn nào lái xe có thể treo bùa bình an trên xe như một vật trang trí mang đến điềm lành cho xe, mang ý nghĩa cầu cho cả năm an khang thịnh vượng. Ngày, giờ xuất hành tốt cho tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Canh Ngọ nam mạng rất hợp vào những giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng năm nào quý anh cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý anh có được thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Canh Ngọ gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Canh Ngọ. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch, Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Canh Ngọ 1990. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ.
người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Ất Mùi, sinh năm 2015, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Ất Mùi, sinh năm 2015, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Mậu Dần, sinh năm 1998, nữ mạng, bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Canh Ngọ, nam mạng năm 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không? Tam Tai năm 2024, người tuổi Canh Ngọ Phạm Tam Tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Năm này là năm Thìn, Quý Anh Canh Ngọ sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, Phạm Kim Lâu Xúc. Tuy đây là vận hạn không liên quan trực tiếp tới con người, nhưng gây họa đến gia súc, làm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Hạn Hoang Ốc năm 2024, năm nay tuổi của bạn là Nhị Nghi không phạm Hoang Ốc. Nhị Nghi, sau Nhất Cát là Nhị Nghi, là một trong ba cung tốt của sáu cung Hoang Ốc. Xây nhà trong năm này sẽ mang đến sự giàu có, hưng thịnh cho cả gia đình. Thái Tuế năm 2024, không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, Quý Anh tuổi Canh Ngọ cần phải đặc biệt chú ý đến hạn Diêm Vương và sao Thái Âm chiếu mệnh. Sự tác động của hạn Diêm Vương đối với Quý Anh tuổi Canh Ngọ trong năm 2024. Hạn Diêm Vương có hai đối tượng chịu ảnh hưởng nặng. Thứ nhất là phụ nữ đang mang thai, thứ hai là những người bị đau yếu, bệnh tật, nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Đối với những người bình thường khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải. Có 4 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Diêm Vương đối với Quý Anh tuổi Canh Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, chúng ta không đề cập đến. Thứ hai, cách giải hạn Diêm Vương đối với những người bị mắc bệnh. Đặc biệt, không nên chủ quan, lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật, e là sẽ có biến nguy hiểm. Đây cũng là một cách giải hạn Diêm Vương rất được xem trọng. Thứ ba, trong những nghiên cứu về cách giải hạn Diêm Vương đối với những người khỏe mạnh, bình thường nên giữ gìn sức khỏe, tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế, sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc, của cải. Thứ tư, cách giải hạn Diêm Vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh, đạo đức và làm nhiều việc thiện, việc tốt, tích thêm phúc đức cho mình. Như vậy, hạn Diêm Vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt, vừa xấu. Xấu đối với một số nhóm người và cực tốt đối với những người khỏe mạnh bình thường. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe tên là Diêm Vương, vị thần cai quản âm giới, thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, nghe tên này hiện lên những nguy cơ, bất chắc, rất dễ xảy ra. Sự tác động của sao Thái Âm đối với Quý Anh tuổi Canh Ngọ trong năm 2024. Sao Thái Âm được xem là phước tinh thuộc hành thủy, nên khi gặp sao này, cả nam mạng hay nữ mạng đều gặp may mắn, phước vận, có tài lộc và niềm vui, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao Thái Âm được quan niệm là chủ về danh lộc và hỷ sự, vì vậy bạn cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện dự định công việc trong năm này để có được kết quả tốt. Người được sao Thái Âm chiếu mạng, nam hay nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp và nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình. Sao Thái Âm rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa, xây nhà cửa. Vì vậy, nếu mệnh chủ có ý định mua bán bất động sản hay xây dựng, sửa chữa nhà thì có thể tranh thủ tiến hành vào thời điểm này. Ngoài ra, người được sao Thái Âm chiếu mạng sẽ có cuộc sống tốt đẹp, có phúc phần, đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, có quý nhân phù trợ, gặp được nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thái Âm vào 22 giờ đến 24 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng để cầu được nhiều tài lộc và giảm bớt các vận hạn, hướng về chính tây để làm lễ giải sao.
Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nam mạng, trong năm 2024 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, về vận trình tài lộc của nam tuổi Canh Ngọ, trong tháng này khá tốt. Được tam hợp trợ mệnh, tháng riêng tâm trạng vui vẻ, háo hức đón Tết Nguyên Đán, hầu hết các bạn tuổi này đều có nhiệt huyết tương đối cao. Bạn rất vui khi nhìn ra được nhiều vấn đề trong cuộc sống, hăng hái làm việc nên nhận được thưởng đầu năm sẽ rủng rỉnh. Tuy nhiên, các bạn nam đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải quan tâm tới sức khỏe, khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn. Trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn, chính vì vậy mà các bạn nam cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng. Sự xuất hiện của hung tinh Tang Môn, Giác Tú cũng sẽ mang đến các bạn nam tuổi Canh Ngọ nhiều phiền phức, các bạn nam gặp nhiều xui xẻo trong vận trình của mình. Công việc gặp tiểu nhân cản trở, đồng nghiệp hãm hại, cấp trên thiếu niềm tin ở nơi bạn, khiến tâm lý chán nản, buông xuôi, thậm chí muốn bỏ cuộc giữa chừng. Trong những lúc khó khăn như vậy, các bạn cần phải nhắc nhở bản thân, hãy tập trung vào công việc của mình, chăm chỉ, nhẫn nhịn, sóng gió nào rồi cũng sẽ qua đi. Đặc biệt trong tháng này các bạn nam tuổi Canh Ngọ cần chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Về tình duyên cũng không mấy tốt đẹp trong tháng này, cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu gây trở ngại. Tính khí của bạn thay đổi mạnh mẽ, bạn tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ nên khó được lòng mọi người xung quanh. Vì vậy, khuyên các bạn nam tuổi Canh Ngọ nên ý thức hơn về sức mạnh của hung tinh, cần chú ý, cẩn thận hơn trong tháng này. Ngoài ra, các bạn nam cũng cần chú ý những vấn đề liên quan tới tiền bạc, không nên cho vay mượn về tiền bạc, rất dễ xảy ra cãi vã, gặp rắc rối. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng. Bước sang tháng mới, về mặt tài lộc thì tương đối ổn định, nhưng về phần của cải tích lũy thì khá ít. Do kinh nghiệm quản lý tài chính chưa đủ hoặc triển vọng đầu tư đang còn thấp kém, tài lộc cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Các bạn nam tuổi này nên dành nhiều thời gian cho việc nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công việc, cũng như có kế hoạch về quản lý tài chính tốt hơn, tránh tình trạng thu không đủ chi. Vận trình tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng. Bước sang tháng mới do bị ảnh hưởng bởi thiên khóc, địa tang, làm cho một số người sẽ nhận được tin trong họ hàng có tang tóc hoặc tin xấu xung quanh mình trong tháng này. Kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực, gặp chuyện buồn phiền. Tháng này trông bạn rất suy sụp và thiếu tinh thần chiến đấu, tài lộc cũng vì thế mà sa sút. Các bạn nam nên chú ý điều chỉnh tâm lý trong tháng này, đừng buồn phiền quá lâu. Nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân do năng lượng tiêu cực quá lớn, điều này làm cho vận trình tài lộc của các bạn nam Canh Ngọ cũng phủ màu ảm đạm. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng. Cục diện ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình cũng gây ra nhiều áp lực cho công việc, khiến hiệu quả và tiến độ công việc chậm chạp, làm ảnh hưởng đến uy tín của bạn. Bác bạn nam tuổi Canh Ngọ vẫn phải chịu tác động tiêu cực từ những chuyện buồn phiền trong tháng trước, nên tỏa ra rất lạnh lùng, ít ham muốn chuyện yêu đương và không muốn thoát ra khỏi cảnh độc thân, dù có nhân duyên đến nhưng bạn cũng không muốn mở lòng để đón nhận. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến bạn, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình, do bạn đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng. Trong tháng 6 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của các bạn nam Canh Ngọ có phần khởi sắc. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, được bề trên dẫn đường chỉ lối và ban cho cơ hội, việc làm của bạn sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Được cục diện ngũ hành Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt tác động tích cực lên vận trình, chỉ cần nam Canh Ngọ có sự nhiệt tình trong công việc thì ắt sẽ thu được thành quả, nắm bắt được những cơ hội làm ăn lớn và kiếm về cho mình khoản tiền đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, các bạn nam nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Bước sang tháng 7 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng.
Bước sang tháng 7 âm lịch này, các bạn nam tuổi Canh Ngọ có vận trình cơ bản ổn định, kinh tế có dấu hiệu phát triển, kinh doanh, buôn bán có phần thuận lợi, tuy nhiên tiền bạc cũng chưa có được sự dư giả nhiều, bạn cần phải nỗ lực hơn nữa. Dù công việc đã đi vào ổn định, nhưng đây là tháng cô hồn, bạn nên tập trung vào công việc nhiều hơn, để quên đi sự muộn phiền, điều này cũng giúp cho bạn tạo được niềm vui và gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Ngoài ra các bạn nam cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, các bạn nam tuổi Canh Ngọ lại bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, công việc sự nghiệp gặp phải những trở ngại nhất định. Chủ yếu gặp rắc rối là do bản tính nông nổi và hiếu thắng của mình, bạn chỉ muốn làm theo ý mình nên không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đó chính là lý do bạn thường xuyên mắc vào lỗi lầm, thậm chí là lỗi sai cũng không chịu sửa, mắc đi mắc lại nhiều lần. Tháng này cũng không thích hợp để vay mượn tiền bạc, dù là đi vay hay cho người khác vay, càng là mối quan hệ thân thiết thì càng phải sòng phẳng. Chuyện tiền nong nếu không có ma lực của đồng tiền, có thể khiến người thân trở mặt, vừa mất tiền, lại mất cả tình cảm, bản mệnh tốt nhất không nên thổ tài để hạn chế tình trạng phá tài. Về chuyện tình cảm, trong gia đình, bạn dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng, trong năm 2024. Tháng 9 âm lịch, đối với các bạn nam tuổi Canh Ngọ có vận trình tương đối tốt, ngũ hành tam hợp, Dần Ngọ Tuất phù trợ, sẽ mang đến cho bạn nhiều năng lượng tích cực để thực hiện các dự định của mình. Tình cảm cũng có sự khởi sắc, bạn có cơ hội gặp gỡ giao lưu mở rộng mối quan hệ xã giao, đối với những người độc thân có cơ hội gặp được một nửa của mình trong tháng này. Tháng này, đối với những ai đang có ý định quản lý lại tiền bạc thì cũng nên thử xem, nếu làm được thì hãy làm ngay trong tháng này nhé. Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu, bạn có thể thu được rất nhiều lợi nhuận. Kinh doanh buôn bán gặp nhiều thuận lợi, làm cho túi tiền của bạn không ngừng tăng lên. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng. Tháng 10 âm lịch, tài lộc của các bạn nam tuổi Canh Ngọ có chút giảm sút, tuy vẫn có thu, nhưng có nhiều việc cần phải chi tiêu ngoài ý muốn. Về công việc của các bạn nam tuổi Canh Ngọ có chút bận rộn. Các bạn nam phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Những người làm lãnh đạo sẽ có điểm bổ nhiệm lại chức trách, có xáo trộn trong cơ quan, đào tạo nhân viên mới, đầu tháng tương đối khó khăn. Ngoài ra tháng này các bạn nam cũng nên chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức lại ốm bệnh. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng. Các bạn nam tuổi Canh Ngọ bước sang tháng mới, vận trình có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, có được sự lạc quan. Các hung tinh bị suy yếu, ít tác động lên vận trình, cho nên tình hình sức khỏe tương đối lạc quan. Sự năng động, nhiệt tình, tinh thần sung mãn, trông tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Nhìn chung, trong tháng này các bạn nam Canh Ngọ có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho các bạn có được nhiều niềm vui và an tâm hơn phần nào về tài chính hiện tại của mình. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Ngọ 1990, nam mạng. Bước sang tháng cuối cùng của năm, những người làm kinh doanh, buôn bán, công việc bận rộn, vất vả đấy, nhưng được cái may là vẫn diễn ra thuận lợi. Hàng hóa tấp nập, điều này giúp cho các bạn có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết Giáp Thìn sắp tới. Về phương diện tài lộc của các bạn nam tuổi Canh Ngọ trong tháng này tương đối tốt. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, hãy cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình.
Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.